Nghị định số 15/2022 của Chính phủ ngày 28 tháng 1 quy định chính sách miễn giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo nghị định 15, có việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng VAT trong năm 2022 cho doanh nghiệp, áp dụng từ ngày 1 tháng 2 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ. Qua gần một tháng thực hiện khảo sát tại một số siêu thị cho thấy, nhiều mặt hàng đã được giảm giá nhờ giảm thuế. Tuy nhiên, tại các chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa, việc giảm thuế dường như khó nhận biết. Có mặt tại quầy tính tiền của một số siêu thị Đà Nẵng, nhiều người tiêu dùng cho biết họ không để ý đến chính sách mới được ban hành. Nhưng khi đi mua sắm đồ cho gia đình sau Tết, được siêu thị thông báo họ mới biết là có nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10 xuống còn 8%. Thì cũng để ý đấy, giờ mới biết đấy. Việc nhà nước quyết định giảm thuế hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra là hết sức đáng quý, thể hiện sự chia sẻ của nhà nước với người dân. Nếu mua mỗi mặt hàng thì mức giảm không lớn, nhưng nếu cộng dồn theo tổng hóa đơn thì cũng là một khoản đáng kể. Khách hàng người ta chưa có nhận định được đây là một chính sách tốt từ chính phủ. Vì vậy, đứng ở nỗ lực của một nhà bán lẻ tuyên truyền về cái chính sách tốt, giúp người tiêu dùng là có điều kiện tiêu dùng tốt hơn, trở lại cuộc sống bình thường mới. Tuy nhiên, tại các chợ truyền thống hay các cửa hàng tạp hóa ven đường thì việc giảm thuế giá trị gia tăng tác động đến giá cả hàng hóa dường như khó nhận biết. Bởi người tiêu dùng thường không quan tâm hoặc ít khi yêu cầu đơn vị bán hàng xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Chỉ có yêu cầu hóa đơn điện tử hay vậy thôi, chứ còn nếu mà yêu cầu những tiệm tạp hóa nhỏ có hóa đơn thì chắc là không có khả thi. Để người tiêu dùng thụ hưởng chính sách này, cần quan tâm vai trò kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý. Muốn vậy, phải đẩy mạnh việc thực hiện hóa đơn điện tử, kết nối máy tính tiền với cục thuế. Ngoài ra, ngành thuế cần đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, người nộp thuế để hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện.